kể từ khi thưởng võ bị tước mọi chức vụ và phải thui thủi trở về làm người tử tế thì dư luận tại việt nam đặt ra câu hỏi ai sẽ thay thế thưởng võ ngồi vào ghế chủ tiệm nước với quy định của đảng hiện nay tư trụ phải là người tham gia bct chọn một nhiệm kỳ trở lên như vậy trừ cụ tổng và huệ vương gia chỉ có hai người đạt yêu cầu này là bộ trưởng tô rừng và mai vàng ghế chủ tiệm nước được cho là lành ít giữ nhiều quyền lực khuynh đảo như cụ tổng sau khi ngồi vào cũng suýt bỏ mạng vào tháng 4 năm 2019 tại Kiên Giang. Lươn lẹo và xảo quyệt như phúc hói cũng bị bay chức. Do đó hiền lành và dễ sai bảo như thưởng võ bị ngỏm là đương nhiên. Nhân vật được dư luận đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức chủ tiệm nước hiện nay là Bộ trưởng Tô Dừng. Tô Dừng sinh năm 1957, đến đại hội 14 năm 2026 sẽ là 69 tuổi. Nếu không kiếm xuất tứ trụ trước đại hội 14 thì sự nghiệp chính trị của Tô Dừng sẽ chấm dứt. Tham vọng của Tô Dừng không những ngồi vào chức chủ tiệm nước để kiếm xuất đặc biệt mà ông ta còn muốn thay cụ tổng ngồi vào ghế tổng bí thư tại đại hội 14. Điều làm cho Tô Dừng đau đầu hiện nay là nếu vào được tứ trụ mà phải buông bộ côn an cho thế lực khác kiểm soát thì liệu Tô Dừng có được yên thân để mơ mộng cái chức cụ tổng tại đại hội 14 không? Đó là lý do vì sao Tô Dừng phải ngã giá cho bằng được vị trí con an đầu đàn cho đàn em thì mới dám bước chân lên ghế chủ tiệm nước. Nếu Tô Dừng lên ghế chủ tiệm nước mà Phan Đình Trạc giành được ghế trưởng côn an thì lúc đó Tô Dừng sẽ bất lợi Mặc dù người của ông trong Côn An khá nhiều, nhưng họ chưa đủ mạnh để kiểm soát Côn An. Thưởng võ với vụ nhận hối lộ của hậu pháo 60 tỷ từ lúc còn làm bí thư Quảng Ngãi, cách đây hơn chục năm, mà Tô Dừng còn lôi ra xử. Thì Tô Dừng dính líu vụ AVG ai dám chắc sẽ không bị khui ra. Tô Dừng, khi đó là đầu đàn Côn An, đã ký thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông ta trong vụ này. Kết luận của thanh tra chính phủ nêu rõ, BCA đã đưa ra các ý kiến không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định. Nếu bác Son trong vụ này đã nhận 3 triệu đô la Mỹ, thì Tô Dừng được nhận bao nhiêu? Chẳng lẽ khi ký hai công văn quan trọng, mở đường cho phi vụ ăn cắp gần 400 triệu đô la Mỹ này mà làm công không? Nay nếu Tô Dừng làm chủ tiệm nước và đưa được lương tam quang ngồi ghế đầu đàn Côn An, thì khóa sau khả năng Tô làm làm cụ tổng là rất cao. Thì lúc đó Huệ Vương và phe Nghệ An sẽ bị mất mát nhiều nhất. Vì ghế chủ tịch quốc hội là ghế ít thực quyền. Hiện nay phe quê choa có đến 3 ủy viên BCT, 10 ủy viên trung ương, và một ủy viên dự khuyết. Đây được xem là phe địa phương có lực lượng hùng mạnh nhất tại Trung ương. Cùng với đó là phe Hà Tĩnh luôn hậu thuẫn cho phe Quê Chòa. Phe Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết. Nếu kết hợp với phe Nghệ Tĩnh thì phe Nhãn Lồng của Tô Dừng chỉ có 5 người làm sao địch nổi. Bài học xương máu của Hồ Đức Việt trước đại hội 11 còn đó. Tại hội nghị chủ bị trước đại hội này, Hồ Đức Việt đạt 67% số phiếu tín nhiệm là khá cao nhưng chỉ từ một lá đơn nặc danh vô vẩn nào đó mà cụ nông cho lấy phiếu tín nhiệm lại. Và với bàn tay ma thuật của Tô Huy Dứa và Phạm Quang Nghị đạo diễn, nên Hồ Đức Việt rớt xuống 40%, bị loại. Khiến cho phe nghị tĩnh, những người ủng hộ Hồ Đức Việt lên tổng như Lê Doãn Hợp và Trần Đình Đàn cũng bị thất sủng sau đó. Để làm mất uy tín của Huệ Vương, gần đây bọn bò đỏ đã tung hình ảnh của ca sĩ HT cùng cặp con song sinh. Mà chúng bảo rằng đây là kết quả của cuộc tình ngoài luồng giữa Huệ Vương và cô ca sĩ trẻ đẹp HT ngược lại phe huệ vương cũng cho người tung ra clip tô dừng thưởng thức bò rát vàng tại châu âu năm nào để đáp lại từ đó cuộc tranh giành quyền lực càng nóng lên vậy nếu tô dừng làm chủ tiệm nước mà không đưa được người của mình nắm trước đầu đàn côn an thì tô dừng sẽ trở thành tấm bia cho kẻ khác tập bắn và cái ghế chủ tiệm nước chẳng khác nào cá nằm trên thớt trường hợp nếu bà mai vàng buộc phải làm chủ tiệm nước có tin nói bà mai thấy nội bộ đấu đá nhau loạn xạ nên xin nghỉ mà không được chấp thuận và tô dừng vẫn trụ lại bộ côn an và tiếp tục củng cố thế lực trong bộ này cho đến hết khóa để hạ cánh được an toàn thì cuộc đấu đá càng thêm quyết liệt lúc đó chưa biết mèo nào cắn mỉu nào để cán đường tô dừng làm chủ tiệm nước và có thể sẽ leo lên cụ tổng phe quê choa đã tính đến phương án đưa huệ vương sang làm chủ tiệm nước nhưng lại bí về nhân vật thay thế chủ tiệm quốc hợi nhiệm kỳ 2021-2026 mới đi được 3 phần năm quãng đường mà đã dụng hết 4 ủy viên bct cho thấy cuộc đấu đá nội bộ đang nóng như thế nào nó chứng tỏ Đảng Búa Liềm đang rơi vào thời kỳ hỗn loạn chưa từng thấy. Chưa biết phe nhóm nào sẽ giành ưu thế trong cuộc hội nghị ban đầu hàng tới đây, vì nồi cám heo đang sôi sùng sục.